Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con trai Đàm Vĩnh Hưng lần đầu đi khách quốc cùng ba, thần thái thế nào khiến netizen xích xoa? Mà biểu diễn các quốc của Đàm Vĩnh Hưng và bé Polo đã nhận về nhiều lời khen từ netizen. Kể từ ngày công khai con trai bé Polo Huỳnh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhóc tỳ khiến netizen không khỏi ghen tị. Mới đây nhất, hình ảnh Đàm Vĩnh Hân và bé Polo Huỳnh cùng nhau đi cất quát tại sao thời trang Destination Runway Fashion Week 2023 diễn ra tại Cam Ranh đã nhận về mưa lời khen từ cư dân mạng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hân và con trai Polo Huỳnh tại sao thời trang của sư mẫu Xuân Lan mới đây. Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hân là khách mời đặc biệt của chương trình trong phần trình diễn thuộc bộ sưu tập Sunset. Đàm Vĩnh Hưng đã khuấy động bầu không khí với ca khúc Con Yêu và tất nhiên, spotlight của bộ sưu tập này thuộc về phần kết mạng đặc biệt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo Huỳnh. Các sĩ đà Vân hơn biểu diễn khuấy động bầu không khí của buổi biểu diễn. Nhất tỷ Polo Hình trong lần đầu được thử sức ở sàn diễn nên vẫn còn khá bỡ ngỡ. Có những đoạn bé cọc phụng phiệu đòi bố bé trên tay, tạo nên những khoảnh khắc rất chân thật nhưng cũng rất dễ thương trên sàn diễn. Dẫu vậy những khoảnh khắc này vẫn thật đẹp và nhận về nhiều tràng vỗ tay từ khán giả. Bé Polo Hình còn bỡ ngỡ khi lần đầu đi cách quát tại Destination Runway Fashion Week 2023. Lần đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng được như vậy cũng tốt lắm rồi. Chứ do lần đầu được đi cách quốc nên bé còn ngại ngùng. Bé Paula Huỳnh cưng quá, nhìn thấy cũng có tiềm năng đấy. Ngưỡng mộ đàm vĩnh hơn về cách dạy con, nhìn bé Paula ngoan ngoãn mà thấy thương làm sao. Được biết ngoài sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và con trai, sự kiện còn có sự tham dự của Hoa hậu Ngọc Châu, diễn viên thân Thúy Hà, MC Lê Minh Ngọc, Hoa hậu Ngọc Châu, ca sĩ Quốc Thiên và vợ chồng ca sĩ Khánh Đơn tại sự kiện. Thông qua các hoạt động ý nghĩa, Destination Runway Fashion Week 2023 không chỉ là dịp để các mẫu nhí cùng gia đình bắt đầu một mùa hè đầy năng lượng mà còn giáo dục cho các em nhỏ những thông điệp về bảo vệ môi trường, thiện nguyện và rèn luyện thể chất. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.